Tưởng tượng xem giấc mơ của bạn đang ở chốn nào. Khi đã xác định được đó là điểm đến, thì hãy khóa chặt phương hướng, giữ vững niềm tin. Chuẩn bị, lao đi. Xuyên qua rừng rậm mênh mông, bước qua vùng đất đầy sự tuyệt vọng. Sống sót qua cơn bão, qua tầng tầng lớp lớp mưa lạnh cống. Còn lại phía trước là một hiện thực tàn nhẫn. Nơi đó rốt cuộc là mộng tưởng hay là vọng tưởng, luôn bị đánh thức vào chính lúc này. Lay động sức mạnh mặt đất để một lần nữa kiên định. Tưởng tượng ra con cá đang bay và con chim đang bơi. Bạn làm nên kỳ tích của chính bạn. Luôn bị đánh thức vào chính lúc này. Bạn làm nên kỳ tích của chính bạn. Nơi đây chính là vùng đất mộng tưởng của bạn. Liên minh siêu nhân vui vẻ, anh hùng trở về. Mê đắm siêu nhân bá đạo. Quái vật, ngươi đang nghịch lửa à? Ôi không, đó là người mạnh nhất vũ trụ. Bức tranh hoàn hảo. Siêu nhân vũ trụ đang mang dòng máu hoàng gia và bất khả chiến bại. Thánh bóng đêm Francis, hay gọi là làn gió nửa đêm bay bổng. Quái vật, ngươi biết quá nhiều vì lợi ích của riêng ngươi rồi. Bây giờ ngươi đang chơi với lửa đó quái vật. Ôi, mắt tôi, mắt của tôi. Điều này thật khủng khiếp. Mình không thể không rơi nước mắt vì nó. Thánh bóng đêm Francis, hay gọi là làn gió nửa đêm bay bổng, đã giải cứu chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều rất biết ơn. Phải. Bây giờ tôi tuyên bố với thế giới rằng đừng lo lắng, vì tôi đảm bảo an toàn cho ngôi làng này. Không thể nào, tôi không thể chịu đựng được nữa. Lời thoại thật là ngô nghê. Tôi đồng ý đóng phim, vì tôi nghĩ phim nói về chiến đấu với quái vật. Được rồi các cậu, thông minh chỉ muốn truyền bá một thông điệp tích cực thế thôi. Vậy thì ngừng cười nhạo cô ấy đi nha. Ôi thánh bóng đêm Francis, hay còn gọi là làn gió nửa đêm bay bổng thân yêu của tôi. Cậu đẹp trai quá. Siêu nhân thông minh, cậu thật là ngầu. Siêu nhân thông minh, thật quyến rũ. Không được, không được, cậu ta là kẻ thù của mình. Mình ở đây để thu thập thông tin tình báo, thế thôi. Đúng vậy. Siêu nhân của tôi tới rồi. Cậu ấy ở đâu? Đâu? Cậu ấy kia kìa. Thánh bóng đêm Francis, hay còn gọi là làn gió nửa đêm bay bổng. Ở đây, xin hãy ký vào cái này. Siêu nhân của tôi tới rồi. Cậu ấy thật đẹp trai. Ừ.
Mình đã ngồi đây cả buổi sáng, ký hàng trăm chữ ký, và giờ lưng mình đau chết đi được. Mình cũng muốn có chữ ký của cậu ấy. Không, không, không. Ý mình là mình sẽ giả vờ xin chữ ký để đánh lạc hướng cô ấy, và sau đó mình sẽ tấn công, vì tôi không phải là fan của cậu ấy. Cậu đang làm gì vậy? Đôi mắt nhìn mình từ trên cao. Giờ cậu ấy còn nhặt thứ mình đã đánh rơi. Nè, cậu có ổn không? Cậu ấy quan tâm tới mình nữa. Đó là một quái vật. Mà cô ta đang làm gì vậy? Ôi, cái lưng của mình. Siêu nhân thông minh gần đây rất nổi tiếng. Cô ta luôn xuất hiện ở nơi công cộng, nên chúng ta hãy lợi dụng điều đó và tấn công khi cô ta mất cảnh giác. Giao đồ ăn. Quái vật. Xin lỗi đại tướng quái bự, tôi đói quá nên tôi đã đặt đồ ăn. Giờ ngươi đã ăn no rồi, đừng làm bất cứ điều gì để làm xáo trộn nhiệm vụ của chúng ta, hiểu chứ? Xin lỗi về chuyện đó đại tướng, tôi đoán là tôi đã ăn quá nhiều. Quái vật đáng sợ đã ở lại căn cứ để nấu ăn. Lần này chúng ta sẽ thành công. Tôi nên chuẩn bị gì cho bữa tối hả đại tướng? Tôi có nên nấu súp không? Chúng ta lại thất bại. Quái vật, đây có phải là lý do ngươi phản bội chúng ta không? Thật vô lý. Tôi không thể là kẻ thù của thánh bóng đêm Francis, hay còn gọi là làn gió nửa đêm bay bổng. Đó chỉ là một vai diễn cặp khiển, có gì để thích chứ? Tôi không xem chương trình này, nhưng ở tập 26, tay cậu ta khô sau khi cậu ta đi vệ sinh. Điều đó chứng tỏ rằng cậu ta không thường xuyên rửa tay. Và trong tập 41, khi cậu ta đang đuổi theo quái vật, khi cậu ta rời khỏi đường hầm, có thể thấy rõ một vết đen xuất hiện trên đầu ngón tay của anh ấy. Thế là cậu ta cũng ngoáy mũi. Tập 29 cho thấy cậu ta nhỏ mọn. Tập 55 cậu ta thật keo kiệt. Tập 63 không nhường ghế xe buýt cho bà già. Cậu ta không hề hoàn hảo. Đó là tại sao tôi không thèm xem chương trình này. Nó có nhân vật rất khập khiễng. Rõ ràng là cậu xem rất kỹ. Ôi trời, các cậu đúng là vô vọng. Tất cả là lỗi của siêu nhân thông minh. Cậu ta đã phá hủy hình ảnh hoàn hảo của tôi. Đừng lo lắng, vì tôi đảm bảo an toàn trong ngôi làng này. Siêu nhân thông minh, tôi hoàn toàn ghét cậu. Siêu nhân thông minh tới đây. Siêu nhân thông minh. Xích nam châm thông minh. Cái gì? Hoàng nam châm thông minh.
Siêu nhân thông minh, cậu đã phá hủy anh hùng hoàn hảo của tôi. Cô ta xé nát tranh ảnh của mình. Lẽ nào siêu nhân thông minh, cậu không xứng đáng đóng vai đó. Mình sẽ thử xem. Dừng lại, người đang đùa với lửa đấy. Ta là thánh bóng đêm Francis, hay còn gọi là làn gió nửa đêm bay bổng. Thánh bóng đêm Francis, hay còn gọi là làn gió nửa đêm. Bay bổng. Cậu thua tôi vì cậu quá đắm chìm trong thế giới ảo và đánh mất chính mình. Hãy trở lại với thực tế. Đối với tôi, trở thành người nổi tiếng chỉ là một sở thích. Trở thành siêu nhân mới là việc tôi làm và con người thật của tôi. Cậu có hiểu không? Đừng cằn nhằn nữa. Cậu thật khó chịu. Quái vật đáng sợ. Đừng để tôi bắt được cậu trên đường nữa. Này quái vật, người biết quá nhiều rồi. Tôi sẽ không bao giờ xem chương trình của siêu nhân thông minh nữa. Giờ cô đã biết là không nên xem tivi một cách ám ảnh rồi hả? Không. Thay vào đó, tôi đã quyết định bắt đầu xem chương trình của siêu nhân kỹ tính. Nhìn này, siêu nhân kỹ tính thật đẹp trai. Cứ thế dòi dã cả một đời, thời gian trôi qua nhanh quá. Ồ, có lẽ tôi nên nghĩ về quá khứ và cả tương lai. Tôi chỉ còn lại sự trống rỗng, hay là dũng cảm tồn tại. Sẽ không còn ai biết đến tôi nữa. Thật yên tĩnh, tôi lựa chọn tiếp nhận hiện tại. Nhưng tôi vẫn chờ mong cơ hội sẽ lại đến. Có lẽ khi tôi tỉnh dậy, cũng chẳng thể cứu vãn mà bất lực ra đi. Thật tệ hại, thật tầm thường, thật vô vị. Người chỉ biết dựa dẫm, không sợ cô đơn khi tồn tại, chẳng thể ngừng nhớ nụ cười hôm ấy. Rốt cuộc có đáng không?